Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tôi và Việt Nam trên kênh truyền hình FVNC. Như vậy là chúng ta đã kết thúc năm 2012 và không có ngày tận thế như nhiều người đã tin và lo sợ. Bản thân tôi thì không tin là có ngày tận thế bởi lẽ nếu như thế thì quá bất công với con người, vì trên thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp mà chúng ta cần phải khám phá. Và chúng tôi muốn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn đến tất cả quý vị xem đài đã theo ủng hộ chương trình Tôi Việt Nam nói riêng cũng như kênh FVNC nói chung trong suốt thời gian qua. Chương trình có thể được xem lại trên trang web toivavietnam.net Cũng như trang Youtube tại địa chỉ là youtube.com gạch chéo FBNC Việt Nam Mọi thắc mắc, góp ý, bình luận xin vui lòng để lại lời nhắn trên trang web toivavietnam.net Chúng tôi luôn cố gắng sẽ hoàn thiện và mang lại nhiều chương trình hấp dẫn hơn trong năm 2013 Thưa quý vị, nhìn lại năm 2012, có thể thấy nền kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn hàng loạt doanh nghiệp đã đứng trên bờ vực thua lỗ phá sản bởi lãi suất ngân hàng cao hàng tồn kho nhiều và sức cầu yếu kém tuy nhiên nhiều chuyên gia lại cho rằng tình hình kinh tế khó khăn cũng chính là cơ hội cho những người muốn khởi nghiệp những người muốn tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường và kinh tế khó khăn sẽ sàng lọc những doanh nghiệp yếu kém và tạo cơ hội để xuất hiện những doanh nghiệp mới tốt hơn và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn mang đến cho quý vị hai câu chuyện khác nhau liên quan đến khởi nghiệp. Thứ nhất là cuộc trò chuyện với một chuyên gia quốc tế. Ông là cha đẻ của nhiều ứng dụng công nghệ nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình. Trong đó có công nghệ đa màn hình mà chúng ta từng thấy trong bộ phim Minority Report của diễn viên Tom Cruise hoặc trong các chương trình tin tức thời sự của các kênh truyền thông quốc tế như CNN hay BBC và điều đặc biệt là ông đã nhận lời trở thành thành viên hội đồng tư vấn của trung tâm sáng tạo và đổi mới TAC trực thuộc công ty BKMax IDC đây là nơi ươm mầm và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ hứa hẹn sẽ tạo ra một thung lũng silicon valley của Việt Nam trong tương lai và chúng tôi hân hạnh được trò chuyện cùng ông về sự sáng tạo và khởi nghiệp khi ông đến Việt Nam để tham dự hội nghị BTAC cách đây không lâu và câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến khởi nghiệp đó là câu chuyện của bác sĩ Phạm Hồng Nam Trân, một việt kiều Mỹ. Cách đây không lâu thì chị đã xuất hiện trên chương trình Tôi Việt Nam để chia sẻ về ước mơ mang đến cho người Việt Nam một dịch vụ khám chữa bệnh mắt đẳng cấp quốc tế. Vừa rồi thì chị đã mời chúng tôi đến để trải nghiệm tận mắt phòng khám nhãn khoa American Eye Center, dự án mà chị đã ấp ủ trong suốt thời gian qua. Và chúng tôi muốn mời quý vị cùng chúng tôi tham quan phòng khám này cũng như dạo một vòng quanh khu đô thị Phú Mỹ Hưng nơi tọa lạc của phòng khám, một trong những khu đô thị sang trọng và hiện đại nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và trước hết mời quý vị cùng đến với những chia sẻ của ông Dale Herristat, thành viên hội đồng tư vấn của Trung tâm Sáng tạo và Đổi mới TIC của công ty BKMX IDC. Ông đồng thời là trưởng bộ phận sáng tạo và tương tác của Possible, một công ty trong lĩnh vực tiếp thị số. Mời quý vị theo dõi.